Sáng ngày 29 tháng 4, Đại hội đại biểu Phật giáo quận 12 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra tại tu viện Khánh An, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quang lâm chứng minh có trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng thành viên hội đồng chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, phó chủ tịch hội đồng trị sự, phó ban trị sự Phật giáo thành phố, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Huệ Văn, đồng phó trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng chư tôn đức tăng ni và đại diện các ban ngành thành phố, quận phường sở tại tham dự. Hiện nay quận 12 có 86 cơ sở, trong đó có 34 cơ sở đã được bổ nhiệm trụ trì, 13 cơ sở hợp pháp chưa bổ nhiệm trụ trì, 16 cơ sở chưa gia nhập giáo hội, chưa bổ nhiệm trụ trì nhưng có sinh hoạt với ban trị sự và đã tạo dựng cơ sở trên 10 năm. Có 23 cơ sở do tăng ni Phật tử tự tạo lập để tu học nhưng không đăng ký sinh hoạt với giáo hội quận. Có 20 cơ sở được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo. Tổng số tăng ni, điệu chúng và tịnh nhân là 428 vị. Các tự viện đã được bổ nhiệm trụ trì và sinh hoạt ổn định đều tổ chức các khóa tu. Một số tự viện đã được trùng tu mở rộng, xây mới hoàn toàn như tu viện Vĩnh Nghiêm, Thiên Vân, Cổ Tự, Định Hương, Long Thạnh, phường Thanh Xuân. Nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Phật giáo quận đã ký xác nhận và giới thiệu 461 giấy tờ liên quan đến hành chính cho tăng ni. Ghi nhận những thành tựu Phật sự và sự đóng góp của chư tăng ni, Ban trị sự Phật giáo thành phố đã tặng bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân. Dịp này, bên chính quyền cấp thành phố và quận cũng gửi tặng bằng khen đến các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Thượng tọa Thích Trí Chơn thay mặt Ban trị sự Phật giáo quận 12, nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm. Thượng tọa Thích Trí Thường, Phó Thường trực Ban trị sự quận, trình danh sách nhân sự dự kiến của Ban trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ 10. Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến đại biểu và biểu quyết suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm có 31 thành viên, trong đó có 15 ủy viên thường trực. Tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 12, nhiệm kỳ 2021-2026, do Thượng tọa Thích Trí Thường làm trưởng ban trị sự. Ban đạo từ và chỉ đạo, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ghi nhận những đóng góp của Thượng tọa Thích Trí Chơn trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp với trách nhiệm làm trưởng ban trị sự và chúc mừng đến tân trưởng ban trị sự Phật giáo quận 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ này, đương nhiên kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ trước, nhưng mà chắc chắn không ít khó khăn cho quý vị. Vì những cái được hôm nay, thành tích hôm nay, thì chúng ta phải làm sao mà nhiệm kỳ sau phải hơn nhiệm kỳ trước. Nếu bằng nhiệm kỳ trước thì chúng ta coi như tục hậu. Trong nhiệm kỳ này nhìn thấy tất cả gương mặt của các vị đều trẻ trung và sáng rỡ với cái trình độ kiến thức của mình. Đa số là đã có trình độ đại học và sau đại học. Tôi tin chắc là quý vị sẽ vượt khó và thành công dễ dàng. Phát biểu tại đại hội, bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12, bày tỏ trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo quận 12 luôn phát huy tốt tinh thần nhập thế của Đạo Phật, thực hiện tốt các phong trào do chính quyền phát động, đặc biệt nổi bật nhất là hoạt động từ thiện xã hội với gần 71 tỷ đồng trong nhiệm kỳ qua. Dịp này, Phật giáo quận trao 100 triệu đồng quỹ vì người nghèo và 150 triệu đồng ủng hộ chương trình mua vaccine COVID-19 do Ban trị sự Phật giáo thành phố phát động. Đại Đức Thích Huệ Quang, Chùa Giác Vương cúng dường 100 triệu đồng vào quỹ Tân Ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026.